Kính thưa quý vị, tranh luận trong cuộc họp thượng đỉnh hàng năm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc mở màn dưới an ninh chặt chẽ, tin từ New York. Trong ngày 24 tháng 9 năm 2013, các trạm an ninh được đặt xung quanh trụ sở Liên Hiệp Quốc trong ngày 24 tháng 9 năm 2013 để mở màn của buổi tranh luận tại cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 68 của Liên Hiệp Quốc. Chó săn ngửi bom và nhân viên an ninh đã kiểm tra trong và dưới tất cả các xe đi ngang. Trong khi nhân viên bảo an của Liên Hiệp Quốc đứng canh chừng cổng ra vào của tòa trụ sở, sĩ quan cảnh sát với vũ trang của ty cảnh sát New York và Bộ An ninh Quốc gia Hoa Kỳ tuần tra bên ngoài. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là một trong những lãnh tụ phát biểu sớm tại buổi tranh luận. Trong số lãnh tụ phát biểu trong ngày mở màn còn có các lãnh tụ của Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Iran. Quan chức Hoa Kỳ nói rằng trong tuần này có thể sẽ có cuộc họp mặt giữa Tổng thống Obama và người Tổng thống trung lập mới nhậm chức của Iran, ông Hassan Rouhani, một người đã đồng ý gặp mặt bàn thảo về vấn đề hạt nhân của Tehran.